Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Yuge, mình là Amika đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là iPhone XS Max cũng như là Oppo Reno 6 để speed test, để xem rằng là giữa hai con chip Apple A12 Bionic cũng như là Dimensity 905G mới được ra mắt của MediaTek thì con nào nó sẽ có hiệu năng nhỉnh hơn các bạn nhé. Mình đưa hai con này vào trong video test ngày hôm nay bởi vì nó đang có chung cái phân khúc giá với nhau, tầm khoảng là 11 triệu đồng. Thì với cái số tiền này, liệu các bạn sẽ chấp nhận mua một chiếc máy đến từ thương hiệu Oppo, một chiếc máy mới full phụ kiện các thứ này kia, hay là mua một chiếc máy iPhone XS Max cũ như thế này? Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình cả hai chiếc máy này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phim dưới mô tả video để tham khảo nhé. Mức giá ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là xét so với mặt bằng chung ấy thì Clickbuy đang có một mức giá khá tốt. Quay trở lại với nội dung chính của video thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem là về phần đa nhiệm này. Không có gì cả. Sau đó là mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai chiếc máy này. Và như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã khởi động lên. Trong video ngày hôm nay thì sẽ có phần test thêm đa nhiệm nữa, tại vì là RAM của con iPhone XS Max sẽ là 4GB, còn đối với lại RAM trên cái chiếc Oppo Reno 6 sẽ là 8GB, nên là sẽ có một cái video speed test. Luật bất thành văn trong một hệ điều hành iOS đó chính là mỗi khi mà muốn test với lại iOS ấy, thì cứ lấy RAM của Android gấp đôi lên, sau đó là test với lại iOS. Điều này là chúng ta cũng đã rất quen thuộc rồi. Show lại cho các bạn xem một lần nữa về phần đa nhiệm. Rồi, app đầu tiên, AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Rất nhanh luôn các bạn à. Về mặt điểm số thì tổng thể là hai con này nó xem nhau, nhưng mà riêng cái phần điểm GPU chúng ta có thể thấy được này. Con Oppo Reno 6 thì cái phần điểm đây là nó sẽ hơn về cái phần RAM như ROM, nên là nó sẽ có một cái điểm số cao hơn. Chứ còn về CPU cũng như là GPU thì nó sẽ thấp hơn so với lại cái chiếc iPhone XS Max. iPhone 8, tựa game đầu tiên, 1, 2, 3. Đối với tựa game iPhone 8 thì cái chiếc iPhone XS Max đã vào trước rồi. Traffic Rider. Ok, một lần nữa thì cái chiếc iPhone XS Max lại vào trước. Tuy nhiên thì cái sự chênh lệch nó không quá là đáng kể. Shadow Fight 3. Vào trước một khoảng rất là rõ rệt luôn các bạn ạ. Subway Surfer. Rất nhanh. A few minutes later. Gangsta 4. Một lần nữa, iPhone XS Max lại vào trước rồi. Zombie Tsunami. Lần này thì cái chiếc Reno 6 đã vào trước, nhưng mà cái sự chênh lệch không quá đáng kể. Angry Bird 2. Mình nghĩ đây có phải là một pha lật kèo của Reno 6 hay không? Đây liệu có phải là một pha lật kèo? Wow! Reno 6 đang lật kèo các bạn à. Đây, chúng ta có thể thấy được này. Candy Crush Saga 1, 2, 3. Đều nhau. Từ game cuối cùng, Real Steel 1, 2, 3. Đối với tựa game này thì iPhone XS Max đã vào trước rồi.
Như vậy là tổng về mặt kết quả chúng ta đã thấy được rõ trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần test đa nhiệm các bạn nhé. Show lại cho bạn xem một lần nữa này. Đa nhiệm đây. Đấy. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với tự app đầu tiên, AnTuTu. AnTuTu thì XNMax vẫn còn này các bạn à. Channel 6 thì lót lại rồi. Apple 8. Cả hai chiếc máy này đều lót lại. Traffic Rider cũng thế luôn. Shadow Fire 3. Ok, giống nốt này. Subway Surfer. Ok, giống nhau luôn. Zombie. Antibus 2. Antibus 2 thì bên trên nồi 6 đã reload lại này. Candy Crush Saga. Wow. Chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa 4GB RAM trên iPhone cũng như là 8GB RAM có trên chiếc máy Oppo Reno 6. Đó, đa nhiệm của iPhone rõ ràng là nó vẫn nhỉnh hơn hẳn. Từ trước giờ thì mình thấy rằng là với cái việc mà Oppo họ tối ưu cho cái giao diện ColorOS của họ ấy, thường họ không cho đa nhiệm nhiều app cùng một lúc đâu các bạn à. Cho nên cái vấn đề này thì chúng ta cũng có thể dễ hiểu được, bị giới hạn bởi 5 app thôi, tức là cho khoảng 5 app đa nhiệm thôi. Đó là một điểm mà mình thấy rất tiếc cho một cái dung lượng RAM như thế này. Thậm chí là họ còn có cái công nghệ là RAM ảo nữa, là trích từ cái bộ nhớ trong xong rồi chuyển sang cho cái bộ nhớ RAM. Nhưng mà cơ bản là với cái việc họ giới hạn như thế này thì nó cũng không mang lại cái ý nghĩa gì cả. Tổng kết lại thì về kết quả tốc độ cũng như là kết quả đa nhiệm thì nó đã đều hiển thị hết trên màn hình rồi. Còn các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào, một trong hai chiếc máy này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.